Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa điều chỉnh đối tượng và rút ngắn thời gian cách ly F0 tại nhà, bổ sung thuốc kháng virus đường uống Favipiravir vào toa thuốc cho F0 tại nhà. Theo đó, rút ngắn thời gian F0 cách ly tại nhà còn 10 ngày. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có văn bản yêu cầu tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc điều trị COVID-19. Trong đó yêu cầu Sở Y tế Hà Nội cần phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra thông tin về việc bán thuốc Monopiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thảo luận trước Quốc hội về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, sáng ngày 7 tháng 1, nhiều đại biểu Quốc hội tại các địa phương nêu ý kiến đề xuất ưu tiên sử dụng gói cơ sở hạ tầng để xây dựng cao tốc qua các địa phương. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, để đáp ứng nhu cầu khách đi tàu tăng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành đường sắt tiếp tục mở bán thêm vé tàu thống nhất Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Khi dịch bệnh tạm thời được kiểm soát, đời sống trở về thời kỳ bình thường mới, đây cũng là lúc mà một bài toán khó được đặt ra cho những doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Đó là làm sao vừa khôi phục kinh tế nhưng cũng đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trước tình hình đó, những chủ vườn sinh thái miền Tây đã đưa ra các giải pháp sáng tạo để thích ứng hiệu quả trong điều kiện mới. Như thường lệ, mời quý vị cùng đến với phần điểm báo. Bài báo đầu tiên cho phần điểm báo ngày hôm nay: gói phục hồi không giải cứu nên tập trung vào doanh nghiệp đủ sức khỏe. Đây là một bài viết đáng chú ý trên báo Dân Trí. Thưa quý vị, tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 đang diễn ra ở thành phố Las Vegas, Mỹ, công ty hàng không vũ trụ Sierra Space vừa ra mắt một chiếc máy bay vũ trụ, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ không gian được giới thiệu tại sự kiện thường niên này. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA mới đây thông báo kính viễn vọng không gian James Webb đã thiết lập đầy đủ tấm chắn nắng có kích thước bằng sân tennis, một cột mốc quan trọng khẳng định thành công của sứ mệnh nghiên cứu mọi giai đoạn của lịch sử vũ trụ. Trước đây, chúng ta biết đến chatbot là dịch vụ trả lời những tin nhắn của khách hàng một cách tự động theo kịch bản đã được cài đặt sẵn. Tuy nhiên, mới đây dịch vụ này đã được nâng lên tầm cao mới, đó là khả năng phát hiện cảm xúc của người gọi bằng trí tuệ nhân tạo. Anime hay hoạt hình Nhật Bản từ lâu đã không còn xa lạ với khán giả trên khắp thế giới. Từ thành công phòng vé khủng của bộ phim Demon Slayer, Thanh Gươm Diệt Quỷ, tới hiện tượng Bell tại liên hoan phim Cannes gần đây, anime đã rũ bỏ cái tiếng là một thể loại riêng cho những người lập dị, thu hút thêm rất nhiều fan mới, đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19. Vâng, thưa anh Xuân Tú, trong những ngày qua tại Hà Nội có sương mù và rất nhiều mây, không biết là tình trạng thời tiết này còn tiếp diễn trong hôm nay không ạ? Những thông tin thời tiết vừa rồi đã khép lại bản tin Cuộc Sống 24 giờ sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.